Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Theo dự báo, miền Bắc giảm khoảng 6 độ, trời chuyển mưa lạnh sau khi đón không khí lạnh, có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 17 đến 20 độ, vùng núi Bắc Bộ từ 15 đến 17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Không khí lạnh chỉ tác động nhẹ tại phía Bắc, khu vực Thừa Thiên Huế. Có mưa vài nơi, rải rác có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tuy nhiên ở phía Nam, khu vực ít tác động của không khí lạnh nên vào buổi sáng có sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ dao động ở mức từ 22 đến 29 độ. Nhiệt độ giảm so với những ngày trước, nhưng độ ẩm cũng đang ở mức cao, trung bình khoảng 82% với chỉ số tia UV cực tím đang ở mức cao. Thời tiết đang trong giai đoạn biến đổi thất thường, luân phiên mưa nắng là điều kiện thuận lợi phát sinh các dịch bệnh, đặc biệt là người già và trẻ em. Chúng ta lưu ý diễn biến dạng thời tiết này để còn phòng tránh. Còn bây giờ là nhiệt độ chi tiết cho cả khu vực trên địa bàn tỉnh vào ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Huyện Quảng Điền, Phong Điền và thị xã Hương Trà, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực thành phố Huế, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Huyện Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực huyện A Lưới, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Huyện Nam Đông, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Đảo Sơn Trà, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ.